Hi, xin chào các bạn đến với IT Man Channel. Ngày hôm nay tiếp tục series Blockchain, đó là dự án Coins. Thì trong cái video đầu tiên là mình giới thiệu về cái overview. Thì cái video thứ hai là mình đã nói về cái mình làm sao mình build được cái app. Thì mình dùng SuperPay. Thì qua cái video thứ hai và đầu tiên thì các bạn đã hiểu được là ok cái concept rồi. Thì đến video này thì mình sẽ đi sâu vào làm sao để build được một cái web admin để tương tác với API. Sau đó mình sẽ nói về authentication. Ok. Thì đây là cái repo mình đã tạo. Các bạn có thể mở lên và các bạn coi. Thì ở đây có mà file readme. Thì các bạn có thể khi mà lấy cái repo này về, các bạn chạy Yarn install. Sau các bạn thấy là ví dụ mình ở đây mình muốn chạy cái app mobile, thì mình muốn chạy lại một lần nữa vì nó có một cái chút thay đổi so với cái video trước. Thì mình đã dành thời gian, vì trước mình để hai cái toolbar nằm ở trên cùng. Thì với cái command này mình sẽ chạy ở trên Chrome. Thì cái tiện lợi á là khi nếu bạn chạy trên Chrome thì bạn có thể resize và có thể testing rất là dễ dàng, thay vì phải mở trên cái ứng dụng simulator cũng tốn nhiều memory hơn nếu bạn đã mở dịch sẵn. Thì đây mình testing với Chrome. Cái thứ hai á là mình API. Thì nếu các bạn muốn API thì các bạn sẽ run command này. Đây là cái app ngày hôm trước mình đã nói. Thì đầu tiên là mình sẽ nhập cái email, ví dụ khi mình nhập email vào á, trong lúc mà send email thì mình sẽ run API thử siêu. Các bạn thấy đây là run API và nó sẽ chạy server ở port 8080. Thì mình sẽ dùng cái email của mình để checking nhé. Có một điều nữa là ok, mình đây là cái link, thì mình sẽ copy cái link này. Mình sẽ mở Chrome thì nó sẽ đăng nhập. Thì các bạn coi bên trái này, đây là những cái gọi là những cái thông tin nào lỗi hay cái gì nha, rồi nó sẽ throw ra ở trên UI cho mình thấy này. Đồng thời là các bạn có thể dùng, anh có một cái debugger trực tiếp để mình testing cho cái UI của mình. Ví dụ đây là mình có hai cái tab, các bạn thấy profile này, thứ hai là cái wallet. Thì mình đã thêm cái một cái bucket mới mình gọi là QR reader. Thì cái user đó đã họ có address này thì sẽ hiện ra cái QR code này. Thì mục đích là giả sử như mà bạn có một cái QR code này mà đi vào quán cà phê uống cà phê, thì lúc tính tiền thì bạn có thể đưa cái QR code này cho người admin. Thì người admin sẽ mở web lên và người ta sẽ scan cái code này, người ta sẽ tính điểm cho bạn, cộng điểm cho bạn. Thì đây là cái wallet address của bạn. Thì cái subcode này như thế nào, mình sẽ nói sơ một chút nhé. Thì nếu bạn nào đã làm việc với Dart thì sẽ nhớ là có file main này, chính là cái file mà file gốc của mình. Ở đây là mình mục đích là mình để cái file tất cả thông tin này ở trong cái subcode luôn, vì các bạn có thể lấy về làm được tiếp, không muốn các bạn mất thời gian để mà tạo database, tạo các dự án. Sau khi các bạn đã có dự án chạy rồi, các bạn có thể thay đổi thông tin environment theo ý các bạn nhé. Thì ở đây mình có ba cái page đúng không? Thì đầu tiên là cái login và account. Thì account page thì các bạn sẽ thấy là bản thân nó là một cái, hai có ở dưới bottom là có hai cái tab là profile và wallet. Thì khi mà các bạn có hai page thì mình ở đây mà có là user profile là để mà hiển thị thông tin của người dùng đây. Và cái thứ hai á là cái wallet page là cái UI này. Đây chính là hai cái bay mình. Thì ở đây mình chỉ cần đọc thông tin trực tiếp từ, đây là super bay. Thì nếu các bạn nào có cái dự án vào rồi thì các bạn có thể thấy ở đây, đây là dự án cons mình đã tạo như super bay. Thì các bạn được có được cái gọi là một cái table view, table editor. Thì các bạn sẽ thấy được địa chỉ ai đã tạo avatar là gì, cái wallet của họ này. Đó là phần mình overview lại cái kết quả lần trước. Thì mình sẽ tiếp tục đi đến cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó là về phần admin. Thì các bạn thấy đây là bên tay phải á, là mình đã có cái API run này. Các bạn có thể mở lên, các bạn thấy ok, nó đã chạy thành công. Thì các bước như thế nào, thì ở đây mình trong dự án mình đã, đây là cái bước thứ hai mình muốn chạy admin. Thì các bạn sẽ run command này, yarn admin dev.
Thì khi mà về đây mình dùng Vix các bạn, nên là khá là nhanh, chỉ mất chưa đến 1 phút, chưa đến 0.5 giây các bạn, chưa đến 1 giây, xin lỗi mình nhầm. Các bạn thấy là mình mở được cái web admin. Thì ở đây mình đã đăng nhập sẵn vì trong lúc mình làm demo. Ok, thì đây là cái UI. Mình có thể giả sử mình nhập cái admin này, một thì nó bảo mình mật khẩu sai. Nếu mình nhập nhập là admin admin thì các bạn đã thấy mình đang nhập vào, và nếu mình có thể chuyển sang cái bài khác là bạn nhìn cái link ở dưới đây là account này, đây là user company này, đây là user này. Nếu mình bấm vào đây mình sẽ thấy được bay not found, mình có chỉnh cái routing rồi, nếu mà không có nó sẽ hiện cái bay đó hoặc là nó chạy về cái dashboard, và đây là cái nút button log out. Hiện tại nó đã hoàn toàn là gọi là fully functional các bạn. Nếu các bạn nào mà muốn gọi là một cái starter để mình làm thì đây là một cái gọi là cái bộ starter kit mình nghĩ là ok. Quay lại về cái nội dung ngày hôm nay thì mình đã tạo một cái pull request. Thì theo cách mình làm á, thì mình mỗi khi làm việc á, mình sẽ tạo một cái pull request ở trên cái repo của mình. Thì dựa vào đó các bạn có thể coi được là những chức năng nào mình thêm vào như thế nào, và các bạn dễ dàng follow cái, nếu các bạn muốn học ví dụ nào mình thêm API này, hoặc là hôm rồi mình thêm cái màn hình wallet này, sau đó mình thêm cái hiển thị cái wallet address, hoặc là đây là cái pull request về cái sau QR code. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể coi được cái history của nó rất là dễ dàng. Ví dụ mình chuyển từ cái tab 3 trong video trước thì mình để nó trên ở top là profile wallet, thì mình chuyển xuống bottom. Cái thứ hai là mình dùng một cái package mới là QR plotter, thì mình sẽ hiển thị đây các bạn, mình có command code đây. Thì đây là full màn hình cái string, tùy theo cái cỡ của màn hình nó sẽ hiện cái hình ảnh QR code full màn hình. Cái thứ hai là đây là cái package mình xài, thì các bạn nhìn thấy nó khá là dễ hiểu đúng không ạ? Mình chia nhỏ từng cái package như vậy. Tương tự như cái nội dung ngày hôm nay thì mình đã tạo cái pull request, mình đã mở đây là authentication on API. Thì ở đây mình có chức năng là khá hai chức năng, phần login log out này và authentication. Thì mình đã sử dụng những cái gì thì mình sẽ coi nhé. Hiện tại là mình có dùng những cái package sau. Nó bị dính table, các bạn có thể click link sau nhé. Thì đây là cái Spotify starter, là một package mình tạo để làm việc với Spotify. Thì nó là một cái modern framework, nó nếu bạn nào làm refresh lâu rồi thì nên bọc thử cái này tại sao nó hay. Thì những cái chức năng mình đã có trong này các bạn có thể thấy, mình để Swagger, mình để GraphQL. Cái thứ hai là cái bộ library này là GWT, là khi mà authentication xong thì mình sẽ có một cái token, nó gọi là stateless authentication các bạn, nghĩa là dựa vào token đó thì mình sẽ check được đó là ai. Thì mình đã integrate cái package này vào. Cái thứ hai phần về web admin á, thì mình cũng đã dùng một cái package khác của mình, đó là cái new web app này. Thì cái new web app này là nó là một cái gọi là CLI tool để mình tạo dự án nhanh. Mình có thể chọn được nhiều cái option, ví dụ là mình có thể tạo chọn được là cài đặt Tailwind nhanh hay không này, cài đặt React Hook Form này, cài đặt React Query. Thì mình sẽ gọi là CLI, mình sẽ enter thông tin và nó tạo dự án cho mình, giúp cho mình dễ dàng làm việc hơn. Thì đây là cái option mà mình hay làm, nên mình tạo cái library này, cái CLI này, và cái hai cái con cái package mà mình dùng cuối cùng ở trong cái phần này á, đó là Redux Toolkit. Thế mình quan sát thì rất nhiều bạn ở Việt Nam vẫn đang làm việc với Redux, mà dùng Redux thân hoặc Redux Saga, thì đó là những gì đó setup rất là lâu rồi, khởi mình nghĩ phải tầm 3 4 năm về trước á, thì nó rất là phổ biến. Thì gần đây là maintainer của Redux team á, người ta thừa hưởng lại những tính năng của React Query rồi HWA của Next.js, người ta build cái tool mới tính năng là tương tự các bạn, thì nó gọi là Redux Toolkit. Thì bạn có thể coi document của mình và follow để xem thử nó là gì, nó khác với nhau cái gì. Thì đây họ cũng so sánh này, họ dành một nguyên một bài so sánh khác nhau với những cái framework khác như thế nào. Đây họ so sánh Redux Toolkit Query khác với React Query và khác với Apollo, khác với View Query này. Đây là hai phần này, hai bucket này là về GraphQL như thế nào, họ so sánh các bạn có thể đọc thêm. Và còn cuối cùng là phần đây CUI. Nếu các bạn theo dõi cái những series blockchain của mình thì các bạn thấy là
mình rất thích cái UI này, nó khá là minimal, và thay vì viết cái một cái class name khá dài thì với cái Daisy UI này mình cần khá đơn giản. Ví dụ như thay vì viết một block dài như này, mình chỉ cần viết như thế này thôi, rồi sau đó mình có thể override thêm vài màu sắc hay là cái gì đó theo ý mình thì mình được kết quả như mình muốn. Đây, các bạn thấy đây là kết quả, nếu mà viết bên trái là viết tailwind, bên phải thì với Daisy thì nó là một cái wrapper nó dựa trên tailwind. Ok, giờ đây là phần đi vào kỹ thuật, nên là nếu bạn nào mà muốn coi tiếp tục coi thì hãy cố gắng kiên nhẫn đến phần cuối cùng nhé. Về API á, thì các bạn thấy đây là cái package mình vừa làm. Thì thứ nhất á, là mình cần một file example. Thì đây là video trước mình đã nói là mình tạo cái, đây là một cái example thôi. Thì khi mà tạo dự án xong thì bạn sẽ có cái thông tin này, tên superbay.com. Cái thứ hai á, là các bạn coi vào routine này. Thì ở như user thì phần index này thì mình có một cái, đây là admin user, thì mình có một cái function mới từ superbay mình các bạn có thể right click hoặc là các bạn có thể go to definition, hoặc là bạn như trên máy mát mình bấm nút command, mình bấm press thì hover. Các bạn thấy thì đây là một cái phần mình sẽ lấy username, password và dựa vào cơ bản gọi là admin user. Thì khi mà có này á, thì nó sẽ query được username, password dựa vào cái hash của password này. Thì ở đây mình tạo cái bảng á, mình gọi là, đây là cái con, các bạn coi cái table mình này, đây là admin user table. Thì mình có 4 column là ID là big in này, password là một character, mình cho 32 ký tự, username là mình cho 45 ký tự. Sau khi mình tạo cái bảng ở đây á, thì có một cái hai ví dụ sắp tới á, mình sẽ tạo được gọi là cái table là company. Thì mình sẽ đặt tên là company này. À, cái đây là cái column rồi. Có cái hai khi mình làm việc ở đây mình sẽ tạo ra một cái table mới. New này. Mình đặt tên table mới là company này. Thì mình đặt IT này, mình đặt tên là name này. Mình có thể đặt là varcha hoặc là kiểu dữ liệu gì đó thoải mái, mình cho là varcha, mình cho là 100 tự ký tự đi. Mình có thể lấy owner ID thì mình sẽ là big in này. Mình sẽ lấy kiểu này là một kiểu in. Ví dụ mình lấy in 8 đi. Thì sau khi mình tạo xong mình sẽ có thể tạo cái table này. Sau khi tạo table xong các bạn sẽ thấy là có cái table company đây. Từ cái source API các bạn có thể thấy ở đây mình có một cái tool gọi để mình generate ra cái type.js này. Thì nó là của OpenAPI Dask TypeScript Package. Tức là cái file này mình không phải mình gõ đâu các bạn, mà mình sẽ dùng từ CLI này. Ví dụ mình đến CD đến Package API. Sau đó là mình sẽ run cái command là, đây là OpenAPI. Thì đây là cái API từ Superbase. Thì cái key mình đã có, và mình generate output này vào cái file type này. Thì các bạn sẽ thấy mình enter, thì các bạn sẽ thấy là nó cập nhật cái màu xanh này, là mình có thêm một cái phần object mới, đó là cái phần về company. Thì đây là như là một cái collection với các bạn. Thì ứng với một cái table thì nó sẽ có một cái collection này, và trong mỗi cái collection này thì nó có những cái function gọi là ứng với để mình gọi là CRUD các bạn. Create, Regi, Update, Delete các bạn. Get này, Post này, Delete, Patch. Thì ứng với này các bạn sẽ có những function mà có thể thấy được cái field này. Dựa vào đó khi mình viết câu query ở đây á, ví dụ mình lấy là mình get admin user này, thì mình nói mình tạo một function gọi là endename cái password. Thì nó mình viết một function đơn giản này, là cái crypto, là một cái package của Node.js. Mình tạo cái endename hash, mình update cái string nó và cái hash này, và mình trả về cái quả dạng hash. Thì đây là mình có dạng hash, sau đó là mình select admin user này. Quay lại cái root về user á, thì ở đây mình thấy khi mình đã lấy user rồi, thì nếu trường hợp mà mình có cái lỗi thì mình sẽ throw cái lỗi này ra cái console của mình.
Các bạn thấy ở đây, đây là cái console của mình. Còn nếu mà trường hợp mà nó thành công á, không có user, mình thông báo là user không tồn tại, hoặc là thành công rồi mình sẽ trả về một cái user quét token. Thì đây là cái bucket thứ hai mình nói đó, là cái library này. Thì để tiện dùng thì mình đã làm theo cái một cái gọi là plugin. Thì cái plugin này mục đích là nó sẽ tạo một cái gọi là decoration. Sau này khi mình bấm Fortify, bấm author thì nó sẽ check được cái endpoint này. Ví dụ đây các bạn quay lại thấy, đây là cái user detail này, admin user detail. Thì khi mà từ cái endpoint là slash user slash me á, thì nó sẽ validation trước là người đã đăng nhập hay chưa. Nếu đăng nhập rồi thì mới cho chạy cái này, nếu không thì nó sẽ thông báo lỗi. Và khi có được chạy được qua được cái authentication rồi, nó sẽ return được cái object user từ cái request này các bạn. Nên là mục đích của cái gói này á, thì nó sẽ làm cho mình có được một cái gọi là custom object, cái request của mình. Cái object đó sẽ là kết quả khi mà mình đăng nhập các bạn. Ví dụ trường hợp mình đăng nhập đây nè, thì mình size cái admin user data chính là cái user mình trả về này. Các bạn hover, các bạn thấy được là khi trả về từ cái admin user table thì nó có cái quả này. Đó là thứ nhất là phần API. Thì nếu mà muốn kiểm tra thì mình sẽ tạo user mới. Ví dụ ở đây mình tạo user là admin 123. Mình tạo generate được cái hash này. Mình copy cái hash, mình go vào cons, mình tạo một cái user mới, mình vào cái đây. Đây là cái wallet rồi. Mình qua vào admin user, mình tạo một cái user mới, mình gọi là Dũng HD. À, cái ID này là auto generate nên mình không cần Dũng HD này. Password mình save. Thì đây khi vào trong web này các bạn, nếu mình nhập vào cái admin UI á, mình log out. Thì dạng Dũng HD này, nhập 123 hoặc là gì đó thì bạn thấy thông báo lỗi này, invalid login credential. Thì các bạn sẽ thấy ngay lỗi như thế này, nghĩa là cái câu query á, nó sẽ trả về là không có record nào cả, nên là nó bảo lỗi hoặc là nó fail cái gì trên em đó. Trường hợp mình đi vào mình là admin 123 thì lúc này nó đang nhập vào. Và các bạn, nếu đây là cái video là một cái tool Redux toolkit mình đã setup, gồm có là có logger và có persist state các bạn, nghĩa là các bạn sẽ coi Redux đây này, đây là cái tool mình có. Thì mỗi khi mà trang web mà nó fetch refresh cái page á, thì nó sẽ đọc từ local storage, tùy theo các bạn định nghĩa cái caching ở đâu. Default của mình đang làm đây tay là local storage, thì nó sẽ lấy persist state này, nó high array, nghĩa là nó lấy dữ liệu từ trong cái local storage nó cập nhật. Thì các bạn thấy ở đây là mình có cái state của cái app của mình, sau khi đây này các bạn coi này, full này, sau khi đăng nhập xong thì mình đã trả về được cái token này. Và các bạn có thể thấy ở cái application đó, thì đây là local storage basic root này, đây chính cái value này, các bạn có thể coi được đây chính là cái object mình vừa trả về. Thì đây là state của cái app mình. Thì đó là về phần API và trả về state, và UI nó sẽ cập nhật cái này. Thì mỗi khi log out thì làm sao? Log out thì mục đích của mình là mình sẽ clear cái local storage này và mình delete cái token. Thì các bạn sẽ quay về trang login. Đây các bạn thấy, thì lúc này là token chỉ là empty này. Thì mình sẽ lấy dùng account khác, admin này. Thì các bạn thấy token thay đổi. Thì lúc này nó đã cập nhật. Nếu mình refresh cái page á, thì các bạn sẽ coi được Redux. Đây là một công cụ rất tôi kích các bạn. Các bạn dev tool các bạn, nếu các bạn cài đặt rồi các bạn sẽ thấy được là khi install nó không có gì cả này. Nhưng mà khi Creator make aware, xong đó nó persist state và nó hide right, thì nó lúc này nó sẽ lấy dữ liệu từ cái local storage, nó cập nhật cái state ở trong cái app của bạn. Thì mình đã cài đặt như thế nào, thì bây giờ mình qua phần admin nhé. Phần API như vậy, thì phần admin thế như thế nào, thì ở đầu tiên mình sẽ coi nhất á, thứ nhất là những cái bucket mình cần. Ở đây là những cái UI bucket, mình tắt cái này đi. Thì là liên quan đến root thì mình dùng cái version beta của React Router. Cái thứ hai là mình dùng những cái gói này, Redux Logger, Redux Persist. Thì nó như setup như thế nào thì các bạn sẽ coi cái file store các bạn.
đầu tiên là file main, thì giống như là file đầu tiên các bạn đọc source code thì các bạn sẽ coi file main nó có gì. Thì đây là file main, thì các bạn sẽ thấy là ok, mình có Redux, mình có store Redux này, sau đó mình có routing này, và cái persist gate này chính là một cái tool của Redux persist để mà nó cập nhật state của bạn vào đâu đó. Ví dụ đây mình là local storage, thì cái app này mình có cái toaster nữa, à mà có một library mình dùng là Redux host, các bạn có thể coi vì nó khá là dễ thương, mình dùng nó. Thì cái mình coi store nhé, thì store nó định nghĩa như thế này, mình có những cái, có hai cái gọi là một cái service, hiện tại mình là empty service, sau này mình sẽ làm về rõ hơn, các bạn sẽ thấy được vì sao mình có cái này. Nhưng thứ nhất mình có cái root reducer này, thì cái whitelist là những cái gọi là cái key nào trong state mình muốn lưu lại, thì ở đây mình đang chọn là user, thì khi nó only mình chỉ lấy cái dữ liệu là user state thôi, những dữ liệu khác thì mình không có lưu vào local storage. Đây, và phần tiếp theo là mình thấy cái service này, thì khi mà trong service này thì mình có cái user slide, thì cũng khá đơn giản là mình có async thân, thì Redux Toolkit nó default nó chọn là dùng thân á, vì lý do là họ người maintenance họ nói là nó đơn giản hơn. Cái có concept saga thì nhiều người người ta có thể không hiểu được, mất thời gian để học cái function gọi là generation này, người ta bỏ, người ta dùng cái này cho dễ hiểu cho nhiều người tiếp cận hơn. Thì mình nghĩ cái user state là gì này, init state, thì mình có một function gọi là sign async, thì mình tạo một cái thân này, giống như là một cái requesting API, thì mình sẽ tạo đó và mình sẽ gọi cái username gì, thì đây là chính là cái API. Thì các bạn trong cái thư mục service các bạn có API này, chính là cái user service, mình mời các bạn coi. Thì đây là cái convention của Vic, nếu bạn đã chưa quen thì có thể thấy đây là thay vì process.end.gì đó thì với Vic thì các bạn sẽ truy cập environment bằng cái biến meta imoc.meta.env, và cái Vic này thì các bạn định nghĩa ở trong cái file environment của dự án mình, Vic nè, .end.d.ts. Thì thật ra là cái này mình gọi, mình tạo cái trong cái API từ web, mình gọi đến cái này, thì là cái đây là một cái key thôi các bạn, cái này không có ý nghĩa gì cả. Các bạn thấy cái key đây này, ví dụ mình lấy cái UI, mình gọi là Dũng này, 1 này, thì các bạn sẽ thấy là nó user sign nè, đây là cái key của Redux để nó nhận biết là cái này thuộc nhóm nào. Thì khi mỗi khi mà cái async thân này nó sẽ có cái binding là khi mà gọi này, thì nó có thể là fulfill or rejected, như đây là rejected này, nó giả sử như mình có admin này, admin, thì các bạn này nó có fulfill này, khi fulfill này nó trả về cái dữ liệu mà do mình chọn. Thì các bạn thấy đây là khi mình có API này, mình trả về là cái token, thì mình định nghĩa trong cái API từ cái thư mục này, package API các bạn, mình trả về là token rồi, nên mình biết là ok nó có token, sau đó mình lưu cái token vào đây các bạn thấy. Khi mình định nghĩa cái thân này, user sign này, thì nó confirmation nó là gì, khi mình định nghĩa thành cái biến rồi thì nó có ba cái state này, binding này, rejected này, fulfill, thì ứng với cái mỗi trường hợp là login thì mình làm như thế nào, mà sau cái login spin có fail thì mình thông báo cái lỗi trên màn hình, và cái error message mình trả về, nếu mà fulfill thì mình làm gì, thì như đây là cái hành động mình làm. Thì ở đây các bạn cái action by log này á, nó sẽ bằng cái này mình trả về này. Cái quả ở đây mình trả về gì thì nó sẽ bằng action by log ở đây. Có cái là hai là vì dùng Redux Toolkit này bạn giảm rất nhiều đi boilerplate các bạn. Khi bạn định nghĩa cái trên cùng này thì các biến này nè, các name này nó sẽ tự động sinh ra dựa vào cái cách bạn đặt convention. Ví dụ đây sign out này, thì mình giả sử mình đặt đây là log out, thì lúc này nó sẽ báo lỗi, các action nó tự động đổi lại này, thì bây giờ là log out rồi, không còn là sign out nữa. Mình thấy thì những tương tự dưới cùng này các bạn. À đây là một cái dạng gọi là cái một cái pattern của Redux, thì khi mà lấy mỗi dữ liệu từ của state thì người ta hay tạo một cái gọi là selector để truy cập vào một cái trạng thái nào đó, hoặc là defer state. Ví dụ đây là mình lấy cái error message,
thì mình muốn lấy của user, mình gọi là state.user dot này, thì mình viết một cái selector này. Trường hợp khác gọi mình gọi là defer state, nghĩa là nó bạn có thể tính toán một cái state mới dựa vào state khác đã có. Ví dụ đây là login hay chưa thì mình kiểm tra là user đã có token hay không. Cái này không không hoàn toàn đúng nhé, vì mình phải kiểm tra là mình có API, mình verify thử có đúng hay không. Nhưng hiện tại mình bỏ qua step này, mình sẽ làm cho trong cái video sau nhé. Là khi mình send, mình có token rồi mình phải send đến đến API, là cái API mình có cái hàm mà mình mới giới thiệu các bạn khi nãy, là có một cái plugin, mình có cái auth thì nó kiểm tra cái verify này, nó check lại cái giá trị nó có đúng hay không. Nếu nó fail thì mình sẽ báo người ta quay về trang login, chứ kết quả này không đúng các bạn nhé. Cái này là tạm thôi, trong quá trình demo mình muốn cho nó đơn giản. Đó là về phần API. Về phần root thì nếu bạn nào làm với React Root DOM thì biết là version 6 hoặc version beta nên nó có thể có những cái bug nào đó. Nếu bạn không có rõ thì các bạn nên open PSQL với cái trang của họ nhé. Vì các bạn có thể coi nè, cái package hiện tại là hiện tại version 5 nhưng mình đang xài version beta mới nhất của các package. Mình có cái tool này để kiểm tra cái version. Các bạn thấy nè, cái mới nhất á, stable á, là 5.3.0, mà mình đang xài cái beta mới nhất của người ta là 6.0.beta8. Ok, cái cấu trúc của mình thì mình định tạo theo cái routine xong á, thì mình sẽ đạo cái route như thế này. Mình định nghĩa những cái gọi là cái by component. Thì cái route này khá đơn giản, mình định nghĩa dựa theo là từng trang. Nếu đăng nhập rồi thì như thế nào, mà chưa đăng nhập thì như thế nào. Còn trường hợp mà không có, mình sẽ forward to not found, là tới cái component mà nãy mình thấy chữ 404. Và trong cái main này các bạn thấy này, cái app sẽ có gì? Cái app ở đây mình thì cái chính của mình chỉ có gì? Mình kiểm tra là login state. Nếu người ta mà có thì mình sẽ chuyển quyền login vào cái router này. Mình render cái UI thì các bạn coi cái router đây. Thì mình có biến đi định file là đăng nhập hay chưa. Hiện tại nó khá là nhỏ, có dễ hiểu nếu các bạn nào có câu hỏi gì cứ comment nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nếu thứ hai là nhớ like comment để mình có động lực làm video tiếp theo thứ ba nhé các bạn. Bye bye.